Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Cuối tập trước, thấy từng từng muốn đám người Minh Vi Mộ Tướng phải dung hợp bản nguyên của mình với thiên địa nơi này, thì tên nhất trọng siêu thoát đỉnh phong lắm mồm dưới chứng Minh Vi Mộ Tướng liền lớn tiếng quát. Dung hợp với vùng thiên địa này, hừ, ngươi định tính toán cái gì? Lúc trước Minh Viêm đại nhân đã nhìn thấu âm mưu của ngươi, hơn nữa lấy thực lực của Tử Thần đại nhân, sợ là lập tức sẽ hàng lâm, ta khuyên ngươi hay là thả chúng ta rời đi, sau đó thúc thủ chịu trói, cầu xin Tử Thần đại nhân tha thứ, nếu không, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nghe được mấy lời này, tân trần lạnh lùng nhìn tên nhất trọng siêu thoát đỉnh phong này một chút người này từ bên ngoài tử hải tuyền nhãn đã vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh hôm nay ở trong thế giới hỗn độn của mình khống chế còn kiêu ngạo như vậy tên này thật sự cho rằng mình không dám giết hắn sao sát ý trong lòng nổi lên trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một bàn tay đen kịch to lớn bàn tay đen nhánh này ẩn chứa vô tận sát ý hung hăng nghiền áp xuống người này tên nhất trọng siêu thoát đỉnh phong này vẻ mặt hoảng sợ vội vàng muốn thoát đi nhưng tại hỗn độn thế giới của tần trần lại không thể động đậy dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn cả người trong nháy mắt bị bàn tay lớn màu đen trực tiếp đập xuống phịch một tiếng tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát này giống như một con gà con trong tiếng kêu thảm thiết bị bóp nổ ra hóa thành vô tận bản nguyên tứ tán những căn nguyên này trực tiếp dung nhập vào trong thế giới hỗn độn khiến cho thế giới hỗn độn hơi lớn lên một chút thiên đạo trên đỉnh đầu càng trở nên thâm trầm hơn được rồi đến các ngươi từng trần lạnh lùng nhìn đám người minh viên mộ tướng từng đạo sát ý vô hình ở trong thiên địa này phun trào lên trực tiếp bao trùm đám người minh viên mộ tướng quy tắc thiên đạo thật sự là quy tắc thiên đạo mà giờ phút này minh viên mộ tướng lại kinh hãi nhìn thiên đạo bản nguyên trên đỉnh đầu hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bốn phía này xuất hiện là một loại thế giới thiên đạo bổ nguyên độc đáo khác biệt hoàn toàn với thiên đạo minh giới chẳng lẽ nơi đây thật sự là thế giới trong cơ thể tên kia nhìn thấy minh viên mộ tướng còn chưa có hành động gì ánh mắt từng trần trầm xuống từng đạo sát ý vô hình đã thâm nhập vào trong cơ thể minh viên mộ tướng minh viên mộ tướng biến sắc sắc mặt hắn do dự cuối cùng cắn răng một cái căn nguyên đại đạo của hắn trực tiếp dung hợp với căn nguyên thiên đạo của hỗn độn thế giới trên đỉnh đầu trong nháy mắt trước mặt sinh tử hắn cũng không quản được nhiều như vậy mà phía sau hắn sáu vị siêu thoát còn lại cũng đều hoảng sợ vạn phần mỗi người đều nối liền bản nguyên của bản thân với thiên đạo của thế giới hỗn độn khi bảy căn nguyên này vừa tiếp xúc với thế giới hỗn độn toàn bộ thế giới hỗn độn đột nhiên rung chuyển trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới hỗn độn bắt đầu xảy ra biến hóa đặc biệt nào đó mà lúc này trong lúc thế giới hỗn độn lột xác từng từng cũng cảm nhận được tất cả biến hóa một loại cảm ngộ đặc biệt trong nháy mắt tràn vào trong tâm linh hắn trong phút chốc từng từng vốn còn có chút mơ hồ cũng không triệt để thành hình vạn tượng lực thì giờ phút này lại bắt đầu triệt để ngưng tụ một loại cảm giác siêu thoát hoàn chỉnh từ trên người hắn hoàn toàn hiện ra mà lúc này ở bên ngoài vạn cốt minh tổ đang tránh né sự truy đuổi của tử thần đột nhiên giống như cảm nhận được điều gì đó liên tục nhìn vào thế giới hỗn độn đang bám vào trên người mình hắn có thể cảm nhận được thế giới hỗn độn đang xảy ra một loại biến hóa đặc thù nào đó đây là trần thiếu đang đột phá nhị trọng siêu thoát lấy nội tình của trần thiếu đột phá nhị trọng siêu thoát tạo thành động tĩnh vô cùng to lớn không thể tùy tiện đột phá ở chỗ này nếu không rất dễ dàng bị chủ cấm khu khác bắt giữ được ba động đến lúc đó có chủ cấm khu khác đến phá hư liền phiền toái chẳng trách trần thiếu bảo ta tiến về quỷ khốc lĩnh hóa ra hắn đã sớm có chuẩn bị trong lúc bay lượn tâm thần vạn cốt minh tổ khẽ động về một cái hắn lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời nhận thức chuẩn phương hướng xông về phía quỷ khốc lĩnh lúc này ở bên trong thế giới hỗn độn sau khi dung hợp bản nguyên của mình với thế giới hỗn độn minh viên mộ tướng lập tức cảm nhận được một cổ khí tức dương gian kinh người tiến vào trong cơ thể hắn sau khi cổ khí tức dương gian này tiến vào thân thể hắn tu vi trên người hắn vậy mà trở nên ngưng thực hơn một loại cảm giác đạt tới viên mãn quanh quẩn trong lòng hắn lúc này minh viên mộ tướng có một loại cảm giác mặc dù tu vi của hắn cũng không vì vậy mà đột phá nhưng thực lực của hắn tuyệt đối tăng lên mấy lần so với lúc trước đây là lực lượng của dương gian thật sự là lực lượng của dương gian minh viên bộ tướng chấn động tâm thần trong khoảnh khắc dung nhập quy tắc dương gian hắn mơ hồ thấy được trực tự chí cao vô thượng nhất trong thiên địa vĩnh hằng bất diệt đây là khí tức siêu thoát tầng thứ ba vĩnh hằng cảnh trước kia hắn một mực kẹt ở tầng hai đỉnh phong siêu thoát cảnh giới thủy chung không cách nào chạm đến tầng thứ ba trực tự cảnh nhưng giờ phút này sau khi hắn dung nhập quy tắc dương gian mơ hồ trong đó hắn phản phất cảm nhận được khí tức vĩnh hằng trực tự cảnh minh viên bộ tướng có một loại cảm giác nếu cho hắn đủ thời gian đầy đủ tài nguyên tương lai hắn bước vào tầng thứ ba vĩnh hằng trật tự cảnh tuyệt không phải việc khó không chỉ có hắn phía sau hắn sáu tên cường giả siêu thoát khác cũng nhau nhau bộc phát ra khí tức kinh người vốn chỉ là nhất trọng siêu thoát từng người bước vào nhất trọng đỉnh phong mà lúc đầu vốn là nhất trọng đỉnh phong giờ phút này lại đều mơ hồ tiếp cận tới nhị trọng vạn tượng thần tướng cảnh thế nào không lừa các ngươi chứ hừ chủ nhân chính là người cái thế có thể đi theo chủ nhân hành tổ dưới trướng của chủ nhân chính là chuyện vinh quang nhất đời này của các ngươi minh đao ngạo nghễ nói ở một bên đám người minh vi mộ tướng ngẩn đầu lúc này bọn họ nhìn từng trần phản phất như nhìn thấy một tôn thần chi nguy nga đứng sừng sững thẳng đến tầng mây từ sâu trong nội tâm dũng mãnh xuất hiện kiến sợ bọn họ có loại cảm giác chỉ cần từng trần nguyện ý một ý nghĩ trong đầu liền có thể dễ dàng giết chết bọn họ còn đứng ngay ra đó làm gì còn không ý kiến chủ nhân minh đau hừ lạnh một tiếng lập tức đám người minh viên mộ tướng chấn động thân hình vội vàng quỳ xuống nói chúng ta bái kiến chủ nhân tất cả lui xuống trước đi từng trần nhắm mắt khoanh chân ngồi đó giờ phút này trong cơ thể hắn khí tức bản nguyên kinh người bắt đầu khởi động sau khi minh vi mộ tướng dung nhập vào thế giới hỗn độn thu hoạch của hắn cũng kinh người giờ phút này hắn có cảm giác chỉ cần mình nguyện ý bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bước vào nhị trọng vạn tượng thần tướng cảnh nhưng nơi này không phải chỗ còn phải chờ một lát từng luồng căn nguyên trong cơ thể hắn không ngừng phun trào sinh trưởng dung hợp với thế giới hỗn độn khiến cho khí tức trên người từng trần càng thêm cường thịnh càng ngày càng không thể áp chế mà lúc này ở ngoại giới sau mấy canh giờ phi hành rốt cuộc vạn cốt minh tổ cũng thấy được một vùng trời đất đen kịt phía xa nơi đó chính là quỷ khốc lĩnh hắn không chút do dự trực tiếp mang theo thế giới hỗn độn hóa thành một đạo lưu quang đen kịch trong nháy mắt lướt vào chỗ sâu trong quỷ khốc lĩnh vạn cốt minh tổ vừa tiến vào quỷ khốc lĩnh lập tức vô số âm phong tử khí cuốn tới đánh vào khô lâu thủy tinh của hắn phát ra thanh âm chói tai mà trong nháy mắt vạn cốt minh tổ tiến vào quỷ khốc lĩnh từng trần đương nhiên cảm giác được ngoại giới biến hóa trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh vạn cốt minh tổ từng trần nhìn thiên địa đen kịch mênh mông trước mắt vô số âm phong thổi quét qua đồi núi cảm nhận được từng trận âm phong sát ý ập vào cơ thể những xác ý này giống như những lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt lên nhục thể của hắn từng trần lộ ra vẻ thỏa mãn nơi đây thật sự rất thích hợp cho hắn đột phá nơi này tử khí quá nặng cường giả bình thường đến đây căn bản là không thể chịu được nhưng từng trần lĩnh ngộ một phần tử hải sát ý hơn nữa còn nắm giữ căn nguyên của u minh đại đế căn bản không e ngại sát ý cùng âm khí nơi này ngược lại nơi này từng chết đi vô số cường giả lực lượng âm gian cường đại còn sót lại với hắn lại là vật đại bổ ngay cả như vậy từng trần vẫn cảm thấy từng trận sát ý tử khí không ngừng muốn đột phá vách ngăn thân thể của mình tiến vào trong cơ thể mình từng giây từng phút muốn xâm nhập vào trong thần hồn nơi đây còn ở bên ngoài quỷ khốc lĩnh trước tiên đi vào chỗ sâu hơn Từng trần không dừng lại thân hình lần nữa đi vào chỗ sâu trong quỷ khốc lĩnh càng ở chỗ sâu sát ý tự khí càng ngày càng mạnh vậy hắn đột phá càng an toàn hai canh giờ sau loại âm khí sát ý tập thể kia đã làm cho từng trần cảm giác được từng trận rung mình lúc này từng trần mới dừng lại mà lúc này vạn cốt minh tổ ở bên cạnh cũng sợ hãi không thôi hắn chỉ là một đạo tàn hồn loại tử khí sát ý này đối với hắn uy hiếp tuyệt đối là cực kỳ khủng bố Từng trần dừng bước lại liếc nhìn bốn phía gật đầu nhẹ nơi này mặc dù còn không có tiến vào chỗ sâu nhất bất quá nơi này đối với hắn đột phá đã có thể bốn phía từng đạo sát khí tự khí giống như triều tịch không ngừng trùng kích đến Tần trần lại không thèm để ý chút nào hắn nhanh chóng ném ra từng đạo trận kỳ cấm chế nhanh chóng rơi vào giữa thiên địa bố phía Tần trần ở đây ngoại trừ phải bố trí cấm chế trận pháp ngăn cách ngoại giới còn phải bố trí một cái tụ âm trận hắn đột phá nhị trọng siêu thoát hấp thu bản nguyên tuyệt đối là cực kỳ khủng bố chỉ dựa vào âm khí tự nhiên ngưng tụ đến nhất định là không đủ cùng lúc đó một cái khoáng mạch ra minh khí kinh người bị hắn kéo ra đây là từng trần từ minh viên mộ tướng đám người lấy được khoáng mạch trong đó ẩn chứa lực lượng minh giới kinh người có thể mang đến cho hắn một tia lợi ích khi đột phá mà sau khi từng Trần vừa bố trí xong những thứ này vô số sát ý tự khí bốn phía dĩ nhiên điên cuồng hội tụ về phía hắn giờ phút này từng trần đã căn bản không thể áp chế tu vi của mình vô số sát ý tự khí bốn phía dĩ nhiên như thủy triều tiến vào trong cơ thể hắn vô số tích lũy làm cho từng trần giờ phút này tự nhiên thông qua lột xác mà hắn áp chế càng lâu nguồn lực lượng này bộc phát càng kinh khủng trong chốc lát vô số sát ý tự khí không thể khống chế trong phương viên trăm vạn dặm quỷ khốc lĩnh hội tụ đến toàn bộ quỷ khốc lĩnh phản phất vang lên thanh âm quỷ khốc thần gào thanh âm nước nở phản phất thiên địa đang phát ra rung động đây cũng là vì tần trần bày ra cấm chế trận pháp ở bố phía nếu không phải tần trần bày ra cấm chế trận pháp động tĩnh tuyệt đối có thể dẫn tới vô số sát ý tự khí của quỷ khốc lĩnh vạn cốt minh tổ lúc này nhìn dị tượng do tần trần gây ra trước mắt con ngươi trừng tròn xoe miệng há to giống như một tên ngốc trần thiếu chỉ đột phá nhị trọng siêu thoát mà thôi cần phải khoa trương như vậy sao siêu thoát tam trọng cảnh mặc dù là nhất trọng nhất trọng địa nhưng dù sao cũng là vượt qua trong cảnh giới siêu thoát trên thực tế rất nhiều thời điểm sẽ dẫn phát hư ảnh vạn tượng nhưng không đến mức dẫn động quỷ khốc lĩnh biến động to lớn như vậy chứ mà lúc này trong quỷ khốc lĩnh toàn bộ sát ý đều như bị dẫn động vô số sát ý tự khí giống như triều tịch trùng trùng điệp điệp kích động đến tràn vào trong cơ thể từng trần làm cho hư không không ngừng rung động từng thanh âm quỷ khóc thần gào không ngừng quanh quẩn trong thiên địa toàn bộ quỷ khốc lĩnh lúc này vô số oan hồn phản phất thức tỉnh lại phát ra thanh âm thống khổ tru lên vạn cốt minh tổ thấy vậy thì không khỏi run rẩy thân thể con người đen nhánh nhìn về bốn phía giờ phút này toàn bộ quỷ khốc lĩnh giống như sống lại vô số cặp mắt tràn ngập sát ý cùng oán khí nhìn về phía nơi này loại cảm giác này thực sự có thể làm cho người ta sợ hãi đến tận xương tủy nhưng mà từng trần lại mắt điếc tai ngơ với vô số oan hồn gào thét bốn phía trong cơ thể hắn từng đạo quy tắc lực tử vong ngưng tụ một ít cảm ngộ mới không ngừng hiện lên đây chính là vạn tượng thần tướng cảnh sao dùng quy tắc ngưng tụ pháp thần là một loại hình chiếu bản nguyên quy tắc của bản thân bày ra trong cảm ngộ vô số linh cảm hiện ra rõ ràng trong đầu từng trần giờ khắc này vô số cảm ngộ hiện lên sau khi triệt để tiếp xúc với lực lượng vạn tượng thần tướng cảnh trong nháy mắt từng trần bừng tỉnh lại hiện tại ta dung hợp với thiên giới kỳ thật bản thân đã chạm đến một ngưỡng cửa vạn tượng thần tướng cảnh cưỡng ép đột phá cũng không phải là không thành công ngược lại hẳn là nước chảy thành sông nhưng mà như vậy còn chưa đủ ta của hiện tại khống chế căn nguyên thiên giới có được thế giới hỗn độn có thể cảm ngộ rất nhiều lực lượng bản nguyên quy tắc siêu thoát cường giả khống chế căn nguyên thiên giới đại biểu ta đã hiểu rõ quy tắc vận chuyển của một vũ trụ thiên đạo cỡ nhỏ mà có được thế giới hỗn độn đại biểu ta không chỉ hiểu rõ vũ trụ vận chuyển thậm chí đã có thể tự xây dựng một vũ trụ tự nhiên hai mục như vậy đã có thể giúp ta vượt lên trên nhị trọng siêu thoát bình thường nhưng chỉ là áp đảo nhị trọng siêu thoát bình thường nhưng xa xa còn không đủ trong lòng tần trần cực kỳ bình tĩnh đầu óc thanh minh trước nay chưa từng có giờ phút này bản nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng ngưng tụ từng đạo quy tắc chi lực cấp tốc nở rộ ra trong thiên địa một đạo hư ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên sau lưng tần trần trước đó hư ảnh vạn tượng của tần trần còn có chút mơ hồ nhưng giờ phút này hư ảnh vạn tượng của tần trần lại càng ngưng thực đây là một bóng người giống như thần linh toàn thân bị vô tận bóng tối bao phủ từng đạo tử khí kinh khủng từ trên thân hư ảnh kia tỏa ra sừng sững ở giữa thiên địa này mà trên thân hư ảnh đen kịt này vô số đại đạo chi lực của minh giới đang điên cuồng kích động ngoại trừ từng trần tự mình khống chế quy tắc còn ẩn chứa quy tắc lực lượng của các cường giả như minh đao số lượng rất nhiều khiến cho người khác nghẹn họng nhìn trân trối đây hẳn là vạn tượng pháp thân ta cô động ở minh giới Từng trần có thể cảm giác được biến hóa sau lưng mình lúc trước sau khi hấp thu lực lượng quy tắc của minh đao và sát quỷ vạn tượng pháp thân của hắn đã cực kỳ cô động mà bây giờ sau khi dung hợp lực lượng quy tắc của đám người minh viên bộ tướng hư ảnh thần tướng sau lưng từng trần càng thêm kinh khủng trên người thần tướng đen kịch kia khí tức tử vong vô tận phun trào rất nhiều quy tắc minh giới chấn động mà trong đó cường đại nhất là bản nguyên quy tắc ẩn chứa của bản thân từng trần lấy quy tắc minh giới sở hữu của bản thân ta làm chủ đám người minh viên mộ tướng sát quỷ minh đao lục tuyệt minh nữ thiên âm thần tôn các loại quy tắc siêu thoát là phụ trợ hơn nữa trong cơ thể đám cổ oa cùng vô số sinh linh minh giới ẩn chứa quy tắc tổ huyết của bản thân vì nền tảng hư ảnh thần tướng mà ta ngưng tụ ra chính là một trong những hư ảnh có quy tắc đại đạo nhiều nhất toàn bộ minh giới từng trần vô cùng tự tin thần sắc hắn kiên định vô số quy tắc chi lực điên cùng kích động trên người hắn không ngừng cô động cùng một chỗ mà sau khi tất cả quy tắc chi lực cô động cùng một chỗ toàn bộ quỷ khốc lĩnh bộc phát ra oanh minh vô tận phản phất như xảy ra đại động đất chẳng qua như vậy còn chưa đủ bởi vì vẫn còn có quy tắc đại đạo của xâm minh quỷ vương cho nên sau khi ngưng tụ tất cả lực lượng quy tắc của mọi người từng trần cũng không dừng lại cô động trong cơ thể hắn trong thế giới hỗn độn một cổ lực lượng đại biểu cho khí tức âm u vô tận bắt đầu phun trào đây là quy tắc chi lực của chủ nhân cấm khu quỷ vương điện xâm minh quỷ vương lực lượng tam trọng siêu thoát cổ lực lượng quy tắc xâm minh này nhanh chóng bị từng trần dung nhập vào trong hư ảnh thần tướng của mình lập tức trên thân hư ảnh thần tướng sau lưng từng trần một đạo khí tức âm minh khủng bố nở rộ ra, cổ khí tức này cường đại, xa xa áp đảo trên khí tức minh viên mộ tướng, khiến cho hư ảnh thần tướng sau lưng từng trần điên cuồng kích động. gia hỏa này rốt cuộc muốn cô động bao nhiêu quy tắc? xa xa, vạn cốt minh tổ nhìn thấy cảnh này, tâm thần chấn động. vạn tượng pháp tướng gia nhị trọng siêu thoát tạo thành, chính là lộ ra quy tắc của bản thân. nhưng từng trần thì sao? chẳng những dung nhập quy tắc của bản thân vào bên trong vạn tượng pháp tướng, còn dung nhập tất cả quy tắc lực của sinh linh minh giới trong thế giới hỗn độn vào như vậy thì thôi đi bây giờ ngay cả quy tắc của tam trọng siêu thoát như sơn minh quỷ vương cũng dung nhập vào trong đó đây là muốn làm gì sống lâu như vậy vạn cốt minh tổ chưa bao giờ thấy có người nào điên cuồng làm ra chuyện như vậy mà lúc này ở một nơi cách hát vân sơn cực kỳ xa xôi một bóng người nguy nga khủng bố nhìn xuống hát vân sơn phía dưới đã hóa thành phế tích ánh mắt toát ra vẻ phẫn nộ lạnh như băng phía sau hắn từng bóng người cường đại lơ lửng từng ánh mắt sợ hãi cúi đầu đứng thẳng chính là chỗ này có người giết minh hút con ta tiêu diệt một tia thần thức của bản tọa là ai một đạo khí tức kinh khủng từ trên thân bóng người nguy nga này cuốn ra trong chốc lát đại địa trong phạm vi vạn dặm trực tiếp trầm luân mà sắc mặt các cường giả phía sau hắn cũng trắng bệt, khóe miệng tràn ra máu tươi nhưng bọn họ cũng không dám cử động chút nào ngạnh kháng chịu đựng cổ trùng kích này đầu cuối thấp xuống người này chính là sân minh quỷ vương từ tử hải chạy về quỷ vương điện vì điều tra nguyên nhân cái chết của minh hút hắn tự mình hàng lâm hắc vân sơn muốn tra ra tất cả nhưng mà trước đó hắc vân sơn đã sớm hóa thành phế tích lại thêm thời gian trôi qua lâu như vậy mặc cho hắn tìm kiếm thế nào đều không phát hiện manh mối gì có giá trị điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ tất cả mọi người lập tức điều tra bốn phía cho bản tọa nhất định phải điều tra ra chân tướng bản tọa muốn cho người gan lớn kia hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh sân minh quỷ vương nghiêm nghị quát với đám người dưới trướng sau lưng những người dưới trướng này vội vàng hành lễ từng người trong nháy mắt bắn ra bốn phương tám hướng tìm hiểu manh mối chỉ để lại một mình sân minh quỷ vương sừng sững ở đây chăm chú nhìn phế tích phía dưới trong lúc bất chợt sân minh quỷ vương giống như cảm nhận được cái gì đó bỗng dưng quay đầu nhìn về phía xa xa trong lòng hắn có một chút cảm giác hồi hộp khó tả phản phất như ở hướng kia có một loại lực lượng nào đó đang cô động khiến cho hắn vô cùng quen thuộc điều này làm cho Sơn minh quỷ vương không khỏi nhíu mày đến cấp độ này của hắn loại rung động phúc chí tâm linh này sẽ không dễ dàng xuất hiện tất nhiên là có một loại nguyên nhân đặc thù nào đó Sơn minh quỷ vương nhìn về phía cuối hư không xa xôi câu mày sau một khắc hắn sải bước ra thân hình bỗng nhiên biến mất trong hư không vô tận quay trở lại với từng trần ở bên trong quỷ khốc lĩnh giờ phút này sau lưng từng trần hư ảnh thần tướng càng cô động một cổ khí tức âm minh khủng bố bắt đầu khởi động cường đại đến rối tinh rối mù khi lực lượng xâm minh này đến từ xâm minh quỷ vương tự nhiên cực kỳ khủng bố nhưng mà tần trần cũng không dừng lại cô động trong thế giới hỗn độn bản nguyên chi lực của phân thân tử thần bị tần trần hấp thu lúc trước nhanh chóng bắt đầu dương trào một đạo khí tức tử vong khủng bố từ trong cơ thể tần trần nở rộ ra trực tiếp dung nhập vào hư ảnh thần tướng sau lưng sau khi cô động lực lượng của xâm minh quỷ vương tần trần lại lần nữa dung nhập lực lượng bản nguyên tử thần vào trong hư ảnh thần tướng của mình một khí tức tử vong khủng bố tỏa ra khiến khí tức hư ảnh thần tướng càng thêm cô động lúc này ở một chỗ hư không cách nơi đây cực kỳ xa xôi tử thần đang truy tung từng trần đột nhiên dừng bước hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mày nhăn lại vì sao lại ở hướng đó trong cõi u minh có một luồng lực lượng quen thuộc hừ qua xem rốt cuộc là cái quỷ gì tử thần vừa xảy bước ra thân hình cũng đột nhiên biến mất trở lại với quỷ khốc lĩnh giờ phút này vạn cốt minh tổ không khỏi dạy ra nhìn hư ảnh vạn tượng thần tướng sau lưng từng trần mang theo khí tức âm u cùng khí tức tử vong vô tận da mặt nhảy lên mẹ nó không ngờ trần thiếu lại thật sự dung nhập lực lượng quy tắc của Xâm minh quỷ vương và tử thần vào trong hư ảnh thần tướng của hắn chết tiệt đây còn là người sao vạn cốt minh tổ đã không biết nói gì cho phải sống lâu như vậy một ngày khiếp sợ hôm nay so với trước kia của hắn còn nhiều hơn nửa đời người chỉ là còn không đợi khiếp sợ trong lòng hắn rơi xuống thì trên thân hư ảnh thần tướng sau lưng từng trần lại là một đạo quy tắc khí tức khủng bố hiện lên ồ cổ khí tức này sao lại quen thuộc như vậy vạn cốt minh tổ lộ ra vẻ kinh ngạc khi cổ lực lượng quy tắc này hiện lên trong nháy mắt hắn có loại cảm giác quen thuộc nhưng lại làm cho toàn thân hắn cảm thấy sởn tóc gáy đây là có chuyện gì vạn cốt minh tổ sửng sốt một chút nhưng sau một khắc hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại đây không phải lực lượng bản nguyên quy tắc của ta sao lúc này khí tức từng từng cô động lại lại là lực lượng quy tắc của vạn cốt minh tổ hắn vạn cốt minh tổ nhìn hư ảnh thần tướng sau lưng từng từng tản mắt ra khí tức quen thuộc đều muốn điên rồi càng làm cho hắn phát điên còn ở phía sau sau khi khí tức quy tắc của hắn tỏa ra khí tức hư ảnh của từng trần lại lần nữa thay đổi lần này một cổ khí tức khủng bố khiến cho vạn cốt minh tổ đều sợ hãi trong nháy mắt tràn ra cổ khí tức này khủng bố so với lực lượng quy tắc của hắn còn khủng bố hơn gấp trăm lần khi cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt vạn cốt minh tổ có loại cảm giác thần hồn đều muốn ngưng kết là đại đế là khí tức bản nguyên của đại đế hoảng hốt một lát vạn cốt minh tổ mới giật mình tỉnh lại từng trần cô động lại là khí tức bản nguyên của u minh đại đế quy tắc của đại đế không thể hiểu được người bình thường có thể nhìn một cái đều muốn sụp đổ nhưng từng trần vậy mà đem khí tức bản nguyên quy tắc của đại đế ngưng luyện ra đây quả thực chính là chuyện hoang đường nếu như không phải tận mắt nhìn thấy vạn cốt minh tổ căn bản không tin trên đời này còn có người ở nhị trọng siêu thoát cảnh giới có thể cô động ra được quy tắc chi lực của đại đế Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.